Nước mắm Color Man đậm đà hương vị truyền thống. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Tiếng Rau 4.0. Và trong tập Tiếng Rau 4.0 tuần này thì mời quý vị và các bạn cùng với Color Man tham gia bán hàng để giúp đỡ ngoại chính huyền thoại bánh kẹp nướng tại Cần Thơ. Ngoại chính năm nay gần 100 tuổi. Cái bánh này nó muốn quẹo kiểu gì nó quẹo à. Nó không có theo sự điều khiển của mình. Mỏi tay quá. Hôm nay mình sẽ bán hai cái là 40 ngàn nha bà con. Bánh kẹp nướng đây, 40 ngàn. Rồi ghé vô. Rồi phải đứng lòi ra giờ mới hy vọng bán được. Rồi con, bước vô con nhanh lên con. Hết giờ của chú rồi, đẹp lắm. Đón xem Tiếng Rau 4.0 tập 12 phát sóng vào lúc 20h25 tối thứ 6 8 tháng Giêng năm 2021 trên kênh HTV7.